Dạ vâng, đoàn nghề ô tô cũ Hải Phòng chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghề, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006 bản G, một mẫu xe không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em để được trải nghiệm tất cả những mẫu xe 7 chỗ, 5 chỗ, máy dầu, máy xăng, hàng nhập, hàng Việt có đủ các bác nhá. Giá tiền thì chỉ từ 70 triệu đồng cho đến 700 triệu đồng. Và sau đây là một mẫu xe Innova 2006 các bác này. Nội thất này. Nội thất thì ghế da, vâng, ghế da rất là tươi luôn, màn hình đầy đủ rồi. Vâng, túi khí cũng như ABS. Táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô rồi. Một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng, giá thì rẻ như bèo. Đấy, giá thì rẻ như bèo, người nào cũng có thể mua được. Đấy, bác nào mà đang làm mới vào nghề kinh doanh vận tải thì chạy taxi dịch vụ thì mua con này về thì nhanh thu hồi vốn các bác này. Đấy, bản G mà có hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Đấy, rẻ như là bản G các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa thì còn gai sần rất là đẹp luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này. Rồi, khung cánh cửa các bác nhá, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Mẫu xe Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Dòng này thì không hay ổng vặt này. Mà giá tiền thì chỉ với 209 triệu đồng thôi. Đấy, bên em còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Lót sàn thì 3D, 5D đầy đủ rồi. Trần lỉ nguyên zin nguyên bản tao xe. Đấy, bên trong bên ngoài sẽ được bọc một lớp ni lông. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa đằng trước là 3 dàn điều hòa các bác nhá. Mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, rộng rãi luôn. Rất là rộng rãi các bác nhá. Phần táp ly cánh cửa các bác này, táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Táp ly của em nó thì vẫn còn gai sần rất là ok luôn, âm thanh thì rất là hay. Đấy, mẫu xe Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, con này nó là bản G xịn các bác nhá. Đấy, bản G xịn luôn, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không tai nạn. Đấy, và quẹt xước sát sơn thì bên em thì cũng có bắn tẻ rồi. Thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về thì không phải làm cái gì các bác nhá, chỉ việc đổ xăng anh em sử dụng thôi. Đấy, táp đi cánh cửa này còn rất là đẹp luôn. Đấy, cửa lẻo thì rất là chắc chắn, tay lắm mở cửa thì đã được ốp inox mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ. Hệ thống quả lốp của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn các bác nhá, rất là dày dặn luôn, tất cả những cái hệ thống cua lốp này. Đấy, rất là ok rồi các bác nhá. Đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe Innova sản xuất những năm 2006 bản G, biển kiểm soát Quảng Ninh 14A05956 này. Hệ thống cặp đèn phanh các bác này. Đấy, đèn phanh các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ của em nó các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Đấy, máy chất gầm chắc côn số ngọt, hệ thống của lốp số cua. Đấy, lốp số cua nó nằm dưới gầm này các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe các bác này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy, cốp sau xe các bác nhá. Những cái đinh tán răng giật này. Đấy, đinh tán răng giật các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Ốc ác lắp cốp này. Đấy, những cái ốc ác lắp cốp các bác nhá. Đấy, đinh tán răng giật máng nước này các bác này. Đấy, ok luôn. Đây là phần hệ thống hàng ghế thứ ba các bác này. Đấy, những cái táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly những cái nhựa ốp cột các bác nhá, những cái nhựa ốp cột này. Rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, với giá tiền chỉ với 209 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova. Đấy, 2006, con này nó là bản G xịn luôn.
là răng đúc cũng như túi khí ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Sơn si thì ok, đẹp, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, thân vỏ led căng luôn. Lốp dép này, hệ thống của lốp của đằng sau bên lái các bác này. Máy lốp dép của em nó thì rất là dày dặn các bác nhá, rất là dày dặn luôn. La răng đúc 4 bánh rồi. Phần táp ly của cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly này, rất là đẹp các bác nhá, vẫn còn gai sần luôn, âm thanh thì rất là hay. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa của xe các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa này có bệ bậc lên xuống này, tất cả những hệ thống cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo này. Đấy, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin nguyên bản luôn. Đấy, cột kèo zin, nội thất thì rất là tươi. Mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. Tay lắm mở cửa Opilock mạ chrome. Phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá, tất cả những hệ thống khung cánh cửa của xe. Đấy, mẫu xe quốc dân đăng ký 8 chỗ ngồi mà giá thì rẻ giật mình luôn. Vâng, chỉ với 206 triệu đồng, 209 các bác nhá, 209. Đấy, những cái ốc áp bản nề này, bệ bậc lên xuống này, đã được dán một lớp đề can, lót sàn 3D, 5D đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, xe gia đình sử dụng. Hệ thống thông số kỹ thuật tem mác cho nhà máy sản xuất. Phần cột kèo của xe, đấy, ô sà kê luôn. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cửa đá này. Hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng của em nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Mặt đồng hồ các bác này. Đấy, xi nhan báo rẽ này. Đấy, rất là ok luôn. Âm thanh nhạc nhẽo rất là hay các bác nhá. Đấy, màn hình này. Đấy, sau đây em sẽ đóng điều hòa lên các bác này. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Hệ thống quả số này, phanh tay các bác này. Đây là phần bệ tì tay này. Đấy, chắn nắng này. Đấy, đây có cả hộp đựng kính các bác nhá. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Gương chiếu hậu này. Đấy, trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ các bác nhá. Đây phần cam hành trình các bác này. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, cam lùi các bác này. Đấy, giá tiền thì chỉ với 209 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Innova bản G, bản đủ này. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, cứ alo cho em. Phun nước và gạt mưa các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru rồi. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cửa đá. Đấy, dòng này thì máy móc của em nó thì rất là bền luôn quá nhá. Đấy, rất là bền luôn mà không hay hỏng vặt. Mẫu xe 7-8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Xăng ăn 10 lít, 9 lít trên 100 cây số các bác nhá. Lốp dép thì lốp thì rất là dày dặn luôn các bác này. Đấy, lốp của em nó rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ vào phần động cơ khoang máy các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2006 bản G, bản đủ tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Máy móc của em nó này khô ráo sạch sẽ các bác nhá, đang lổ này, lổ rất là êm luôn. Đấy, máy lổ rất êm và tròn tiếng các bác nhá, không hề có tiếng động lạ chi. Đấy, vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe ngon bổ rẻ này cứ alo cho em. Hệ thống cụm GLS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng này, cái đinh tán dằng dặc các bác này. Đấy, tất cả những cái đinh tán dằng dặc các bác nhá. Đấy, dằng của xe này, các độ của nó tròn không thể bóp méo các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, máy móc này, máy khô rang các bác nhá. Đấy, không hề có một chút chỉ dầu nào luôn.
Đấy, máy con này thì rất là chất luôn, dòng này thì máy móc của nó thì các bác sử dụng thì rất là yên tâm. Đấy, rất là yên tâm luôn các bác nhá. Hệ thống tổng quan của lắp cabo. Đấy, tổng quan của lắp cabo các bác nhá. Các lỗ của nó này. Đấy, tròn zin luôn. Đấy, cabo zin các bác nhá, cabo zin luôn. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, sản xuất 2006 này. Mà giá tiền thì chỉ với 209 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cho các bác, cũng như có cả vận chuyển cho các bác luôn. Miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này, cứ nhấc máy lên alo cho em. Alo trực tiếp cho em Nghị, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1 mà xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.